Bây giờ chúng ta quay trở lại tiếp tục giải đề thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm 2019-2020 môn tiếng Anh môn chuyên của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Thì ở các video trước đó chúng ta đã hoàn thành xong phần 1 lăng mã, phần A, phần cách dùng từ trong tiếng Anh. Chúng ta cũng đã hoàn thành phần B, đoạn văn thứ nhất, phần đọc hiểu, phần điền từ vào chỗ trống, đoạn văn thứ hai, điền từ vào chỗ trống và có cho từ. Và chúng ta cũng đã hoàn thành phần 2 la mã, phần đọc hiểu gồm 10 câu, rất là hay. Và phần B, sắp xếp câu để hoàn thành một cái bài text, đã xong. Và chúng ta đã hoàn thành xong phần C gồm đoạn văn thứ nhất và đoạn văn thứ hai, điền từ vào chỗ trống và không cho từ. Bây giờ chúng ta sẽ qua một phần tiếp theo là phần 3 la mã. Rồi, phần 3 la mã. Đây là phần xác định lỗi. Hãy xác định 5 lỗi trong đoạn văn dưới đây và correct them. Và hãy làm đúng. Có nghĩa là trong cái bài này, trong cái phần này của đề thi chuyên này, thì họ yêu cầu chúng ta là xác định lỗi và chúng ta phải sửa cái lỗi đó. Rồi, ở đây chúng ta cho mình là line number. Là chúng ta có 7 dòng. 7 dòng, chứ không phải 7 câu. Rồi, để làm tốt phần này thì đòi hỏi các bạn phải nắm ngữ pháp rất là tốt và phải biết cách sử dụng từ. Ví dụ như là danh từ số ít, số nhiều, không đếm được hay không đếm được. Hoặc là các thành ngữ, tục ngữ. Rồi, bây giờ đi vào chi tiết làm phần này. Thì chúng ta sẽ đọc từng câu một ha. Đọc và dịch từng câu một. Để chúng ta phát hiện ra những lỗi sai. Nhựa là một cái vật liệu, cái mà both durable and versatile. Thì cả bền, durable là bền, và versatile là linh hoạt. Có nghĩa là có rất nhiều mục đích sử dụng được. Trong cái mà. Rồi, chúng ta thấy trong cái mà. Trong cái mà. Nó có hàng ngàn cách sử dụng, làm nó hoàn hảo cho việc tái chế. Rồi, câu số 1 này xem có chữ là sai không nha. Nhựa là một vật liệu, cái mà cả cái này lẫn cái này thì đúng rồi. Nó có hàng ngàn cách sử dụng, làm nó hoàn hảo cho việc đóng gói. Thì câu này sai ở chỗ là cái từ in quick này sai. Sai. Vì sao? Các bạn lưu ý chúng ta có từ in quick bằng in quick bằng với where. Nghĩa là nơi mà nha, không phải nghĩa là trong cái mà. In quick nghĩa bằng where. Nếu trong trường hợp này chúng ta dịch là nhựa là một vật liệu, cái mà cả bền bỉ và có nhiều chức năng sử dụng, nơi mà nó có hàng ngàn cách sử dụng, làm nó hoàn hảo cho việc đóng gói, không đúng ha. Chúng ta sẽ sửa lại thành in just vì bằng for. Rồi, in just bằng for nghĩa là vì. Vì. Rồi, thông thường sẽ sao dấu phẩy vì. Rồi, một câu. Bây giờ chúng ta qua tiếp câu thứ hai, coi chúng ta có chữ này sai không nha. Bởi vì nó có thể được tan chảy
và mô vào làm khuôn, tan chảy vào làm khuôn, à, có nghĩa là tan chảy và đóng khuôn trong hàng triệu những vật khác nhau. Nhựa đã thay đổi cơ bản cái cách mà con mọi người sống. Rồi, thấy câu này chưa có gì, thôi chúng ta có đọc tiếp đi, nhìn cái nào mà dễ chúng ta sẽ nhận ra trước. Rồi, more recently, tuy nhiên, giữa hai dấu phẩy dịch trước, tuy nhiên, gần đây, cái sự nguy hiểm của chất thải nhựa đã highlight làm nổi bật qua TV. Rồi, chúng ta thấy câu này sai rõ ràng. Đã làm nổi bật qua TV. Tuy nhiên, gần đây, sự nguy hiểm của nhựa, của chất thải nhựa đã làm nổi bật qua TV, qua chương trình TV. Sai. Chúng ta phải dùng bị động ở đây. Chúng ta phải thêm chữ been vô thì mới đúng. Bởi vì đây phải là bị động thì mới đúng. Rồi, tầm nguy hiểm của những chất thải nhựa này đã được làm nổi bật qua những chương trình TV. Tiếp, chúng ta đọc tiếp. Mỗi năm, khoảng 8 triệu tấn nhựa thải vào ends up in the oceans, là chảy vào đại dương. Chảy vào đại dương. Giờ chưa thấy gì đặc biệt. Trước năm 2050, it is believed, là bị động dịch chủ động, là người ta tin rằng sẽ có nhiều nhựa trong nước của hành tinh hơn là cá. À, có nghĩa là vào năm 2050 thì nhựa trong nước trong biển sẽ nhiều hơn là cá, ý nói là vậy. Rồi, cái đầu tiếp coi những câu nào sai rõ ràng ha. À, cuộc sống marine, cuộc sống dưới nước, là cuộc sống ở dưới nước thì asterisk thì nguy hiểm nè, từ việc plastic packaging là những bao bọc nhựa, cái mà làm ô nhiễm đại dương, bởi vì creatures, chúng ta có creatures là sinh vật, bởi vì những sinh vật thường gas tangle có nghĩa là bị mất dính vô, rối vô, bị rối vô, bị dính vô trong nó, hoặc là ăn nó, hoặc là ăn nhựa đó, by mistake. Rồi, từ này sai. Vì sao sai? Rồi, chúng ta có chúng ta chỉ có by mistake. Đây là by mistake, vô tình. À, trái nghĩa với nó là on purpose. Hay là by accident. By mistake bằng by accident, à, và ngược với nó là on purpose. Ngược với nó là on purpose, có nghĩa là cố ý, cố tình. Và một số chữ tương tự nghĩa là deliberately. Rồi, cái này có thời gian chỉ cho khoảng hơn, à, nhiều hơn, nhưng mà tình cờ thì chúng ta chọn by mistake, không phải S nha. Chỗ này không phải S. Chúng ta bỏ đi. Và chúng ta sửa thành by mistake, bỏ cái S đi. Rồi. Cả hai cái điều này có thể be fatal. Fatal là gây chết chóc. Fatal là gây chết chóc. Có nghĩa là bị mắc lưới vô cũng chết, mà ăn nhựa cũng chết. Bị mắc vô nhựa cũng chết, ăn nhựa cũng chết. Rồi tiếp, plastic
có thể là rẻ và tiện lợi, nhưng nó có thể kết thúc, nó có thể làm cho cái gì đó cost for the earth, cho trái đất. Rồi, nếu như các bạn để ý thì các bạn sẽ thấy là chỗ này sai, chữ này sai. Vì sao? Ý câu này nó, nhưng nó sẽ là câu này ý nói này, nhựa thì rẻ nè và tiện lợi nè, nhưng nó có thể gây tổn thương, gây mất tiền, gây tổn thương, gây tổn thương, gây mất tiền, gây tốn, thì costing có nghĩa là tốn kém. Rồi, end up costing là phải, ý nó là phải trả giá rất là nhiều cho cái đất, chắc phải trả giá rất là nhiều. Còn chữ cost ở đây là một động từ ha. Nếu là động từ thì nó là nghĩa khác. Còn nếu như cost là danh từ thì nó là nghĩa là chi phí, không đúng. Rồi, và đặc biệt mình lại có chữ up ở đây là giới từ, sao theo sao là động từ thì cứ thêm lên vô, cứ hiểu như vậy, đơn giản như vậy, dễ hơn câu này. Rồi, chúng ta đọc sơ qua, chúng ta làm thì chúng ta thử đếm nha, bao nhiêu câu nha, bao nhiêu lỗi rồi. Một nè, một lỗi, hai lỗi, ba lỗi, bốn lỗi. Một, từ một lỗi đây, câu này một lỗi, hai ba bốn, vậy thì còn một lỗi nữa ở đâu? Kiếm luôn, chắc chắn là sẽ có còn một lỗi nữa. Rồi, chúng ta tìm ha, thì chúng ta cứ đọc lại câu này và chúng ta tìm. Đây, gợi ý với các bạn luôn là chữ đó nằm trong câu này, bởi vì nó có thể được tan chảy và được đóng khuôn, được được làm hình dạng trong nhiều triệu của thứ khác nhau. Sai, câu này ý nó là thành, thành hàng triệu thứ khác nhau. Rồi, chúng ta bỏ cái từ in ở đây, chúng ta điền into thì nó là thành nhiều thứ khác nhau. Bởi vì nó có thể được tan chảy ra và được đóng khuôn thành hàng triệu thứ khác nhau, chứ không phải là trong hàng triệu thứ khác nhau. Rồi, chữ này hơi khó nhận ra chút, hơi khó. Rồi, vậy chúng ta đã hoàn thành xong phần ba la mã sửa lỗi sai của đoạn văn. Đây là một cái hình thức khó ha, bởi vì các bạn thi chuyên nên đây là họ cho mình khó. Còn dễ hơn là họ cho một câu và họ gạch dưới là bốn cái lựa chọn và cho chúng ta rõ ràng cái lựa chọn. Và đối với những bài tập đó là chúng ta chỉ chọn A, B, C hoặc D, chúng ta không cần sửa. Và đây là vừa tìm trong đoạn văn mà vừa sửa, cực kỳ khó. Do chúng ta đang làm đề chuyên. Rồi, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp các bạn lại ở video tiếp theo, giải phần 4 word forms của đề thi. Xin chào và tạm biệt.